Dạ con thắp ba nén nhang, con lại ông thần tài thổ địa làm ơn làm phước phù hộ độ trì cho bà chị của con lần này đi lấy chồng được suôn sẻ. Hàng đi rồi người ta không có trả về, no refund, no exchange. Con hứa lần này con cúng cho ông thần tài thổ địa mỗi người dĩa thịt cầy, chai XO mỗi người nửa chai. Ủa ông, giờ này em thay đồ đi làm gì, làm gì bò cạn dưới đất vậy? Chắc em mà què cái nó y chang mấy ăn mày ngoài chợ vậy. Trời đất ơi, tôi em ruột của bả mà nói tôi giống ăn mày. Tội nghiệp ba má của tôi, gia tài có một đứa con gái à, mặt mày coi cũng sáng sủa, đẹp gái, mà bị tội có một cái mở miệng ra nói chuyện vô duyên không thể tả luôn. Ủa bữa nay đám giỗ đám quẩy đám mai dài mà em thắp nhang vậy? Coi chừng á, cẩn thận tặng nhang bay vô mắt lọt chồng té nổ đó à. Đó, thấy không? Vô duyên nữa. Không biết tập thứ mấy nè. Chị hai. Gì? Nay chị rảnh không vậy chị hai? Em có tâm sự đôi lời muốn tâm sự với chị hai. Cái thằng này nói chuyện y như trăn trối vậy. Thấy em mắc cười quá. Giống mấy người bị ung thư thời kỳ cuối trong mấy bộ phim tạo mà chị coi á. Hay là chơi tầm bậy tầm bạ bị sida rồi. Trời ơi, thôi chị ơi. Ơi đất ơi, chị mở miệng ra cái chị chầu em á chị hoài à, chán chị quá à. Chị hai, bây giờ nói chị nghe nè, hôm nay em muốn bàn với chị về cái chuyện chị đi lấy chồng. Trời ơi, tạm biệt chứ đâu phải vĩnh biệt đâu. Chị đi lấy chồng chứ chị đâu có đi chết đâu, em căng thẳng dữ vậy ạ. Mà em yên tâm đi. Chị đi vài bữa chị cũng trở về chị ở với em mà. Chị không về chúng cũng đuổi chị về à. Đâu phải lần đầu đâu à. Chị một đi không trở lại giùm em được không chị hai? Thiệt tình chị đâu có muốn vậy đâu. Không sao kỳ quá, mỗi lần về nhà chồng có 3 ngày chúng đuổi về chạy không kịp dọn quần áo luôn á. Rồi cái 3 tháng sau giấy ly dị về tới à. Nhưng mà em yên tâm đi, chị quen rồi. Kỳ này chị về nhà chồng chị không đem một bộ áo quần nào trần á. Ký sẵn đống giấy ly dị mới chả cần chị đưa ra liền, khỏi kiếm chị mất công lắm. Trời đất ơi, lấy chồng mười mấy lần rồi mà giờ này vẫn còn ở giá là nghĩa sao? Vẫn còn ở giá có nghĩa là chị vẫn còn ngàn lượng vàng. Trời đất ơi, có bà con cô bác thấy không? Trời đất ơi, tôi em ruột của bà nè, hồi nhỏ tới lớn ở chung với bà, lo lắng cho bà. Bà giấu 1.000 lượng vàng giờ này bà mới khai ra nè. 1.000 lượng vàng đâu mà chị giấu giờ chị mới khai ra. Trời ơi, 1.000 lượng vàng là chỉ con gái mới có thôi. Có nghĩa là chị nói là chữ trinh đáng giá 1.000 vàng. Có nghĩa là chị còn con gái còn trinh trắng đó. Trời ơi, vàng mã làm tôi mừng hụt. Mà chị hai ơi, mà chị nói em nghe, chị cũng tự hào nhan sắc chị lắm mà. Ba má đẻ là chị đẹp phải không? Nhiều khi chị nằm chị nghĩ chị dòm mấy gương thần ấy, cứ trên đường trên tường giống như bạch tiết vậy chứ lùn vậy đó. Chị hỏi gương kia ngự ở trên tường, kali ai đẹp được giường như ta. Kèm biết gương thần nó trả lời sao không? Sao? Nó nói ở đây á, bà đẹp nhất trần, Bảo Liêm mà Diệt Thảo muôn phần thua xa đó. Trời ơi. Đó, chị nhớ cái lần mà chị lấy chồng lần đầu tiên không? Trời đất ơi, làm em muốn đổi giải luôn vậy đó. Chị còn nhớ chị nói gì không? Lâu quá quên mẹ rồi. Nhưng mà đại khái á là sau khi chị nói cái quan khách đứng dậy bỏ gì hết trơn á. Ừ, phải rồi. Chị không nhớ nhưng mà ngược lại em nhớ là nhớ nhớ rất kỹ, nhớ suốt đời em luôn nè. Em nhớ sao nói chuyện tại vì cho... cái đêm đó là cái đêm hải hùng vô cùng luôn. Trước quan khách, ba quan văn võ hai họ. Tự nhiên chị đứng chị nói dạ cảm ơn quan khách đã đến đây dự đám cưới của tụi em đông đủ. Em xin thành thật cảm ơn. Em hy vọng là sau này khi mà đám ma ông già bà già chồng em, quan khách cũng có mặt đông đủ giống vậy. Trời đất ơi. Thì đúng rồi. Em nói thiệt với chị nghe, bữa đó mà em không liều mạng bay lên sân khấu cứu chị kịp thời đó, bây giờ nè, kế bên cái bàn thờ ông địa với thổ thần là cái bàn thờ của chị rồi. Không phải sao? Ông bà già phải chết chứ lẽ sống hoài. Chị nghĩ là đám cưới chị quan khách dự đông đủ. Trời ơi, ổng bả đi là đi hết nỗi cúc bình thiết rồi. Vài năm sau cũng phải chết chứ không lẽ là thở hoài sao? Trời ơi, tại chị thiệt thà nghĩ sao nói vậy người ơi à. Em biết là thiệt thà là bản tánh tốt. Nhưng mà em nói chị hai nghe, đàn bạn gái nói chuyện có duyên chút chị hai. Trời đất ơi, thở đời nay ông già chồng, bà già chồng chỉ còn sống nhăn răng sờ sờ ra đó. Cái tự nhiên chị mời quan khách đến dự đám ma ổng bả. Ông bả nổi điên lên rồi ấy chị sao được. Chị nghĩ nhiều khi cũng tội nghiệp cho em coi vậy. Nhưng mà em yên chí đi, lần này là chị một đi không có trở lại, không có về làm phiền em nữa đâu. Em nói chị hai nghe, trời đất ơi, em không phải là sợ chị hai phiền hà gì hết trơn á. Bởi vì trước khi mất ba má có dặn em là
phải lo cho chị yên bề gia thất rồi em mới được lấy vợ. Ừ. Mà chị coi nè, trời đất ơi, em nay là đâu còn nhỏ nữa đâu, ngoài 30 rồi đó, vậy mà củ cải vẫn còn phơi xương. Ủa, củ cải phơi xương đâu? Đâu đưa chị nấu canh ăn. Cái củ cải phơi xương nấu canh ngọt lắm, mà thằng này có mà không chịu đưa chị. Đi ra sao lấy liền cho chị. Trời ơi, nói chuyện bà mệt quá à. Trời ơi, nhà ông già bà già có cái củ cải này để làm giống rồi chị đòi nấu canh luôn. Ông để xong cho chị thấy vậy. Thôi bà ơi, mệt bà quá à. Rồi giờ đám cưới chị tính tổ chức sao đây? Chị nói em nghe, đám cưới kỳ này của chị hả, không có đụng hàng với ai hết trơn á. Nghe chị kể nè. Ừ, sao? Hai bên á, áo trắng thẳng hàng. Ừ. Xe đen ở giữa, hoa vàng chung quanh. Trời ơi. Giống đám ma quá chị hai. Mày trời ơi, đám cưới mày em là đám ma. Em ở gần chị riết là em bị lây cái bệnh vô duyên chị rồi. Bệnh bạc không à. Chứ gì nữa. Hai bên áo trắng thẳng hàng, áo trắng có nghĩa là áo tang. Xe đen ở giữa là xe đám ma. Còn hoa vàng chung quanh là hoa vàng thọ. Không phải sao? Em ngu quá à. Hai bên áo trắng thẳng hàng á, có nghĩa là chị nói á, dâu phụ rể phụ mặc toàn trắng hết, ý đến sự trong trắng kinh nguyên của chị đó. Còn xe đen ở giữa hả, chị bắt người cha chồng chị mua BMW mua trần màu đen, có thể chị ngồi lên xe, chị vẫy tay chào nhau lần đầu cũng là lần cuối với bà con lối xóm, cái chị nói merci, thank you, chán chè tốt chè, cảm ơn. Trời ơi, trời ơi, chị kinh dị quá à. Em nói thiệt với chị đó, chị đừng có bài nha, bài vừa phải thôi à. Bài quá đó, giữa trường mà đàn trai mà bỏ của chạy lấy người đó là em còn cách xoay sở à. Trời ơi, em ý chí đi, anh chồng của chị kìa này, anh giàu lắm. Anh là thương gia cỡ bự đó à. Ủa, thương gia cỡ bự hả? Ủa, thương gia cỡ bự vậy là chắc buôn bán. Thì buôn bán. À, buôn quán gì vậy chị hai? Chị không biết, mà anh nói anh bán gì mà một lời tới 10 lần. Một trong vòng một năm anh mua xe, mua nhà, mua đất, quá trời đất luôn. Coi kỳ này còn có con nào mà dám khi dễ con Cindy Girl này nữa không à. Ủa, Cindy Girl là ai? Chị chứ ai. Ủa rồi, chị là bành thi gái mà. Em ngu quá, mày nói nó ngoài, mày lấy tên nó ngoài nghe cho nó chảnh. Chị á, Cindy là tự chị đặt. Còn gái là gì? Gái là girl phải không? Thì chị gọi là Cindy Girl, gộp chung lại là cái tên của chị đó. Ừ, mà không được chị hai ơi. Sao vậy? Trời ơi, chị có đổi tên Mỹ thì chị cũng ba má đặt tên chị là gái, cái tên cúng cơm từ nhỏ tới lớn. Chị đổi tên Mỹ thì chị cũng phải đổi là Cindy gái chứ. Không lẽ ra đường người ta hỏi quách vô anh em cái ai em mà gái. Tưởng chị gái đứng đường nó hốt chị sao? Chị gái, có ai gửi đồ cho chị gái này, chị gái. Mấy cái con ngựa này kêu người ta gái ta đứng đường nào kêu ta gái hoài vậy. Bốc chân Cindy Girl như mấy mẹ. Ý em ơi, trời ơi, tên chắc của chị nè. Ừ. Ô, chắc ảnh gửi về cho chị áo cưới đi em ơi. Mở ra. Khoan. Chưa. Tăng. Open. Ấy, con cái áo này chị hai ơi. Ôi, một cái áo cưới màu hoa cà phải không em? Chị sung sướng và hạnh phúc quá trời luôn. Ý, không phải cái áo cưới màu hoa cà mà là cái áo mà hoa thúi địch. Trời đất ơi, cái áo thun lá rách nát cũ xì thú quắc à chị hai ơi. Ê, có rồi chị hai ơi, không phải cái áo cưới nữa mà là cái lá thơ. Cái gì? Em đâu biết. Đọc chị coi. Đọc. Thơ anh biết cho chị đó. Honey. Là em yêu dấu á, là chị đó, đọc tiếp đi. Chắc em ngạc nhiên lắm khi đọc lá thư này. Ốc, đọc tiếng Mỹ đi, chị đủ trình độ hiểu thì dành viết thơ cho chị với bộ. Đâu có tiếng Mỹ gì đâu, ông viết tiếng Việt mà. Anh là Mỹ sao viết tiếng Việt được, bậy bạ quầy. Chắc em ngạc nhiên lắm khi đọc lá thơ này. Quê anh ở Mỹ Tho, má anh là Việt Nam, còn ba anh là người Mỹ, cho nên anh là Mỹ lai Việt 100%. Khi em nhận được lá thơ này cũng là lúc anh bị giam trong 4 bức tường lao lý vì tội buôn bán ma túy. Đứa con trong bụng em hãy ráng dạy dỗ cho nó nên người. Những gì anh nợ của mẹ con em, anh nguyện kiếp sau sẽ đền ơn báo đáp. Tái bút, anh gửi lại cho em và con một cái áo và hai câu thơ để làm kỷ niệm. Sông dài cá lậu biệt tâm, phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ. Cái tên lừa dân gạt, trời ơi. À, một cái bào thai. Trời ơi. Nhưng mà em yên tâm đi, chị có cái hướng giải quyết của chị rồi.
Giải quyết sao chị hai? Đừng có nghĩ bậy nghe chị hai. Bình tĩnh nha chị hai. Là đừng nghe chị hai. Là từ nay. Từ nay sao chị hai? Đừng có nghĩ bậy nghe chị hai. Đừng từ nha. Nay... Từ nay thế nào chị hai? Em sẽ nuôi thêm một người nữa. À. Trời đất ơi. Mày ơi, một con mẹ vô duyên không là tôi muốn chết rồi. Bây giờ cái con nhí này mà nó lọt ra mà nó vô duyên giống mẹ nữa. Chắc tôi cắn lử tôi tự tử quá. Thôi vậy em vô nhà thương riêng em ở trước chị hai ơi, em dọn trước chị hai.